Cô bác anh chị mình nghiệm lại xem tại sao hôm qua Hải lại chia sẻ với anh chị mình cái bài thuốc chanh xả gừng mật ong để uống để tăng cường hệ miễn dịch. Hôm nay Hải lại chia sẻ với anh chị mình cái cách để chúng ta xông mũi. Cô bác anh chị mình nên nghiệm lại thử xem trong cái mùa dịch này mà Hải lại chia sẻ hai cách này. Hải không nói nhiều về vấn đề này, chỉ yếu mà mình muốn hỏi cô bác anh chị mình, cô bác anh chị mình thử nghiệm lại đi. Vì sao hai bài thuốc này Hải lại chia sẻ trong cái mùa dịch này? Chúng ta có điều kiện thì chúng ta còn mua đồ, nhu yếu phẩm đồ chúng ta dự trữ trong nhà chúng ta sử dụng. Rất là nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, người ta chạy ăn hàng ngày, làm sao có tiền để mà người ta có thể mua đồ nhu yếu phẩm thật nhiều để dự trữ trong cái mùa giãn cách này. Khi mà chúng ta sử dụng những cái nhu yếu phẩm, những cái loại thực phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày trong cái mùa này, chúng ta nghĩ lại những cái hoàn cảnh đó thì chúng ta cũng nên tiết kiệm lại. Những người người ta mà không có tiền để mua gì dự trữ, người ta không có gì để ăn, rất là tội của bác chị mình. Xin chào các bác chị, thì trong cái mùa dịch này thì các bác chị mình biết cần chúng ta cần làm gì không ạ? Chúng ta cần nâng cao cái đề kháng của chúng ta lên. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần làm sạch cái đường hầu họng chúng ta, đường mũi, đường họng, nói chung là cái đường hô hấp chúng ta phải làm sạch, tránh cái tình trạng nó viêm nhiễm. Nó gây đau họng rồi viêm phế quản. Thì hôm qua đó Hải đã chia sẻ với các chị mình cái cách để nấu sả chanh gừng mật ong để chúng ta có thể sử dụng. Và hôm nay á, Hải sẽ chia sẻ với các chị mình một cái cách để xông xông cái đường hô hấp chúng ta một cách rất là đơn giản. Và cái dược liệu thì nhà nào cũng có đó, ai cũng có thể làm được. Thì cái cách xông hôm nay á, là chủ yếu là nó để nó giúp chúng ta là thông thoáng đường mũi, rồi thông thoáng đường hô hấp, nó sẽ giúp chúng ta là chống viêm nhiễm, chống viêm nhiễm đường hô hấp, rồi hạ sốt đó, rồi chống cái vấn đề bị co thắt đường phế quản, nó làm sẽ mát mẻ cái đường hô hấp chúng ta. Từ đó thì cái vấn đề về viêm nhiễm đường hô hấp thì nó sẽ không có nữa. Đó. Đồng thời chúng ta kết hợp với lại uống chanh xả gừng mật ong như hôm qua Hải đã chia sẻ qua chị mình đó, thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Và bây giờ Hải sẽ chia sẻ cái cách để chúng ta làm ngay tại chỗ. Sau khi xem vài phút của video này xong, có anh chị mình có thể thực hiện cái cách này ngay tại lúc kết thúc video. Thì để có cái cách đó, để thì cái cách này thì đơn giản lắm. Trước hết á, thì cô bác chị mình nấu cho Hải một ít nước sôi, khoảng 1 xị nước, khoảng 1 xị nước sôi, nấu cho nó sôi lên, nước sạch ha. Chúng ta sẽ nấu cho nó sôi lên. Sau khi sôi, cô bác chị mình đổ vào một cái chén như thế này, đổ vào, đổ nước sôi hết vào, 200 và đến 250 ml nước nấu sôi đang sôi đổ vào. Trong khi đổ vào nước sôi xong, cô bác chị mình lấy cho Hải cái dầu gió xanh. Nhớ là dầu gió xanh, dầu khuynh diệp cũng được, dầu gì cũng được, miễn là dầu gió xanh. Của anh chị mình nhỏ vào cho Hải á. Nếu cái chén như thế này, chúng ta phòng bệnh thì cái chén như thế này thì chúng ta sẽ nhổ từ hai nhỏ vào đó từ 2 đến 3 giọt dầu xanh như thế này. Đó, 2 đến 3 giọt dầu xanh như thế này nhỏ vào cái tô cái chén đã có cái nước nấu sôi, để nước nấu sôi đang sôi bốc hơi, và nhỏ từ 2 đến 3 giọt dầu xanh vào. Và của anh chị mình lấy một cái khăn trùm trùm lại, trùm cái đầu chúng ta lại, trùm luôn cái chén này, và chúng ta để vào như thế này, để dưới cái cầm chúng ta nè, đây cái cầm đây, để dưới cái cầm. Và của anh chị mình lưu ý đây, cái cách để chúng ta chữa bệnh đây: hít bằng mũi, thở ra bằng miệng, rồi hít bằng miệng, thở ra bằng mũi, hít bằng mũi, thở ra bằng miệng, hít bằng miệng, thở ra bằng mũi. Và chúng ta sẽ làm từ từ, hít từ từ, thở ra từ từ, nghĩa là chúng ta sẽ hít đường trên mũi đi dòng xuống miệng và thở ra, rồi chúng ta sẽ hút từ miệng đi dòng lên mũi và chúng ta thở ra. Làm như vậy khi nào nước nguội hẳn thì chúng ta mới ngưng. Mỗi ngày nếu chúng ta phòng bệnh thì mỗi ngày chúng ta làm từ 1 đến 3 lần như vậy, thì mỗi lần trong vòng khoảng 10 phút 15 phút thôi. Nhớ là trùm cái khăn lại cho hơi nó đừng có bốc ra ngoài, trùm cái khăn lại và chúng ta hít thở, hít thở. Đó, như vậy ha. Nếu của anh chị mình đang bị đau họng, viêm phế quản, nghẹt mũi, sốt, cảm,
À, thì cô bác chị mình đang bệnh mà chúng ta muốn làm sạch cái hầu họng chúng ta, đường hô hấp chúng ta thì rất cũng rất đơn giản, nhưng cái cách làm thì cũng giống vậy thôi, nhưng cái liều lượng thì nó sẽ khác. Cô anh chị mình chuẩn bị cho Hải một cái tô bự bự hơn cái tô này một chút, có nghĩa là cô bác anh chị mình nấu cho Hải là nửa lít nước nấu sôi. Hồi nãy mình chỉ có một xị thôi, nửa lít là 2 xị, 1 lít là 4 xị, mình nấu nửa lít là 2 xị là 500 ml nước á. Nấu sôi lên, đổ vào một cái tô bự hơn cái tô này, đổ vào. Và cô anh chị mình là nhỏ vào đó cho Hải từ 5 đến 6 giọt dầu xanh như thế này. Dầu này Hải đã gỡ tay tem nhãn rồi, bởi vì Hải sợ cái vấn đề bản quyền cho nên Hải gỡ tem nhãn rồi. Dầu này là dầu Mỹ nè các anh chị. Đó, dầu này là cái nắp 2 tầng nè. Thì dầu này á, cũng rất là tốt. Hoặc là dầu khuynh diệt cũng rất tốt, miễn là dầu dầu xanh thôi. Dầu xanh là cũng rất là tuyệt vời, để miễn là dầu xanh có tinh dầu của các anh chị mình. Rồi. Và anh chị nhổ cho Hải từ 5 đến 6 giọt vào. Ha, 5 đến 6 giọt vào, hoặc là từ 3 đến 4 giọt vào. Bởi vì sao Hải xin lưu ý của anh chị mình nè. Những người nào mới hết lần đầu chưa quen á, thì chúng ta chỉ nhổ 1 2 giọt thôi, rồi những lần sau á, thì chúng ta quen chúng ta nhỏ đúng liều lượng ha, có thể là chúng ta nhổ 3 4 giọt hoặc 5 6 giọt vào, tùy theo mức độ bệnh nặng nhẹ của chúng ta nhỏ vào, và chúng ta cũng trùm cái khăn lại, nhớ là cái tô bự hơn để đựng nửa lít nước ha, đó trùm lại. Và các anh chị mình hít hít bằng mũi nè, thở ra bằng miệng nè, rồi hít bằng miệng thở ra bằng mũi, như vậy thì nó sẽ thông thoáng cái đường hô hấp chúng ta, đường phế quản, rồi nói chung cái đường hô hấp chúng ta, như vậy thì nó sẽ tránh được cái vấn đề viêm nhiễm, nó phòng được viêm nhiễm. Ngoài ra nó có thể trị được vấn đề này luôn, bởi vì tinh dầu nó sẽ kháng khuẩn kháng viêm của chúng ta rất là tốt đó. Còn khi mà chúng ta bệnh nặng nữa, đau cổ họng quá hoặc là bị sổ mũi, nghẹt mũi nhiều quá, thì chúng ta có thể lấy 1 lít nước sôi, 1 lít nước sôi, rồi các anh chị mình nhỏ cho Hải từ 5 đến 6 giọt dầu, hoặc là từ 6 đến 8 giọt dầu, nghĩa là từ 5 đến 6, 7, 8 giọt dầu gì đó đổ vào, nhỏ vào, tùy theo mức độ bệnh nặng nhẹ mà chúng ta có thể làm cái cách này, và chúng ta sẽ bắt đầu cũng hít như vậy đó. Thì bài thuốc nào cũng vậy, cũng phải có lưu ý cho chúng ta. Thì đây là cái lưu ý cho các anh chị mình đây. Thì phụ nữ có thai chúng ta sẽ không được sử dụng, hoặc là đang cho con bú, hoặc là trẻ em dưới 5 tuổi thì chúng ta cũng không được sử dụng. Và nhất là khi mà chúng ta đang sử dụng những cái bài thuốc này, thì chúng ta nhất là giảm hút thuốc đi, giảm hút thuốc đi và không được dùng rượu bia, thì như vậy thì bệnh chúng ta thì nó mới có thuyên giảm. Đặc biệt chúng ta nên tránh những loại thức ăn mà có dầu mỡ nhiều đó. Đừng nên ăn quá cay đó. Và những cái thức ăn có dầu mỡ nhiều thì nó sẽ cũng gây cái vấn đề về cái đường đường họng chúng ta nó bị viêm nhiễm, nó khó trị. Các anh chị mình nghiệm lại xem tại sao hôm qua Hải lại chia sẻ với anh chị mình cái bài thuốc chanh xả gừng mật ong để uống để tăng cường hệ miễn dịch. Hôm nay Hải đã chia sẻ quá chị mình cái cách để chúng ta xông mũi. Của anh chị mình nên nghiệm lại thử xem. Trong cái mùa dịch này mà Hải lại chia sẻ 2 cách này. Hải không nói nhiều về vấn đề này. Chỉ mà mình muốn hỏi của anh chị mình, của anh chị mình thử nghiệm lại đi. Vì sao 2 bài thuốc này Hải lại chia sẻ trong cái mùa dịch này? Đó, nó có thể rất tuyệt vời được của anh chị mình à. Thì mong rằng nó có thể giúp đỡ được 2 cái cách này. Một cách uống hôm qua Hải chia sẻ chanh xả gừng mật ong. Hôm nay là cái cách xông này, 2 cách này có thể hỗ trợ của anh chị mình về vấn đề về cái đường hô hấp rất là tốt cho sức khỏe chúng ta, thì mong rằng nó có thể giúp đỡ được của anh chị mình. Thì hiện tại thì của anh chị mình cũng thấy rồi, càng ngày càng phức tạp, thì như vậy thì chúng ta mỗi người nên ý thức bản thân chúng ta, đồng thời những cái địa phương nào có cái nghị định giãn cách đi nên chúng ta đi mua đồ, mua đạc rồi mua đồ ăn nhu yếu phẩm rồi đó, thì nó cũng rất là khó khăn. Thì khi mà chúng ta đã có tiền chúng ta mua rồi thì là cô mình cũng xin chia sẻ của anh chị mình, ở gia đình mình cũng vậy thôi, thì sử dụng rất là tiết kiệm. Ví dụ như một con gà chúng ta có thể ăn, ngày xưa thì chưa giãn cách thì chúng ta có thể ăn trong một ngày, trong một bữa ăn là hết. Bây giờ một con gà chúng ta làm ra, chúng ta cũng có thể sử dụng để làm thực phẩm chúng ta ăn đến 3 ngày 4 ngày, như vậy thì nó sẽ rất là tuyệt vời, bởi vì cái giãn cách được quy định cái ngày để chúng ta thực hiện, còn cái ngày mà kết thúc nó không có, chúng ta không biết ngày nào mà nó hết được, nó dỡ bỏ cái lệnh giãn cách nhà nước dỡ bỏ. Cho nên thì mong rằng các anh chị mình có thể
quan tâm đến vấn đề này. Chúng ta có điều kiện thì chúng ta còn mua đồ, nhu yếu phẩm đồ chúng ta dự trữ trong nhà chúng ta sử dụng. Rất là nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, người ta chạy ăn hàng ngày, làm sao có tiền để mà người ta có thể mua đồ nhu yếu phẩm thật nhiều để dự trữ trong cái mùa giãn cách này. Khi mà chúng ta sử dụng những cái nhu yếu phẩm, những cái loại thực phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày trong cái mùa này, chúng ta nghĩ lại những cái hoàn cảnh đó thì chúng ta cũng nên tiết kiệm lại. Bởi vì chúng ta có điều kiện rất nhiều hơn rất là nhiều người khác. Bởi vậy chúng ta nên cần tiết kiệm. Có những người không có gì để ăn, như vậy thì nó rất là tội. Cho nên là chính bản thân gia đình Hải cũng vậy, cũng rất là tiết kiệm. Đôi khi chúng ta có tiền mà chúng ta cũng không mua được gì đâu, bởi vì chúng ta mỗi lần đi ra ngoài rất là khó khăn đó, rất là khó khăn, phải có cái lý do chính đáng thì chúng ta mới ra ngoài được. Và những người buôn bán thì cũng giảm đi rất là nhiều, cho nên mặt hàng mà chúng ta mua thì nó cũng không có nhiều, rất là hạn chế, và cái cách mua thì cũng rất là khó khăn. Cho nên hiện tại chúng ta đang có gì trong nhà để dự trữ thì chúng ta nên sử dụng tiết kiệm tí. Những người ta mà không có tiền để mua gì dự trữ, người ta không có gì để ăn, rất là tội của bác chị mình. Thì Hải cũng có một cái đôi lời tâm sự của bác chị mình như vậy. Đồng thời Hải đã chia sẻ xong hôm qua với hôm nay là hai cái bài thuốc để chúng ta uống và chúng ta xông mũi để làm sạch cái đường hô hấp chúng ta. Đồng thời chúng ta sẽ uống cái bài thuốc hôm qua để làm tăng cường hệ miễn dịch, để làm mạnh lên cái hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta, thì nó sẽ rất là tuyệt vời trong cái mùa dịch này. Hãy xin nhắc lại các bác chị mình nên nghiệm tại sao Hải lại chia sẻ hai bài thuốc này trong cái thời điểm này. Rồi thì cuối video Hải cảm ơn các bác chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và luôn ủng hộ trong suốt khoảng thời gian qua. Hãy đi luôn tìm kiếm những cái bài thuốc rẻ tiền dễ làm mà có thể giúp đỡ được phần nào cho các bác chị mình, mong rằng có thể giúp đỡ được các bác chị mình trong cuộc sống này rất là đầy khó khăn. Thì cuối video Hải cảm ơn và chúc các bác chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Video Hải đến đây Hải xin được kết thúc bây giờ. Xin chào, xin hẹn gặp lại các bác chị mình vào ngày mai nha.